Ok và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một series Minecraft mang tên Vua Rồng. Ta da! Yeah! Ok. Thì anh em ơi, thì trước khi vào video này các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Đó, vẫn là một câu nói quen thuộc nha anh em. Nhớ là đăng ký hộ cho mình nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. À, ui, khoan, bên dưới hình như nó có một con bò hay con gì đó bạn ơi. Để mình xuống mình giết nó. Ui, lắc 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 lắc. Ui, mày giết tao hả con bò kia? Ui, con gì đây? Ui. Ui, con gì nó bám vô mặt mình mày ơi. Ui, hình như nó nằm nó chết đây nè. Wow. Ui, nó mới rơi đây cái gì nữa bạn ơi. Ôi, phải, mình khát nước rồi, mình khát nước rồi. Mình phải đi uống mấy nước đã. Mình mới vừa gặp một con gì đó nó đốt lửa mình đó bạn ơi, cho nên mình bị cháy xong mình khát nước luôn. Ghê quá vậy. Uống miếng nước cho xem coi. Rồi, để mình xem coi mình mới vừa lượm được cái gì nè. Ồ, cái này là gì vậy ta? Sao nhìn nó giống một cái mặt nạ vậy? Để mình xem thử nha bạn. Giờ mình sẽ vứt cho các bạn xem nè. Wow. Mấy bạn ơi, bạn nhìn nè. Mình thấy cái này nhìn giống như một cái mặt nạ bạn, nhưng mà hình như là không phải. Không biết cái này có dùng để chế tạo gì được không ta. Để mình đem về nhà mình xem thử nha. Ui, bên kia lại xuất hiện thêm một con gì nữa rồi kìa. Ui, nó đang tha một cái mắt Ender bạn ơi. Con này nó biết tha đồ luôn hả? Hình như là một con kiến hay là con gì đó nó biết tha đồ nè. Để mình lại gần nó xem coi. Nó hình như nó con quái vật đó bạn ơi. Nó rơi cái gì nữa nè. Trời ơi trời, sao mà hôm nay tự nhiên cái world của mình xuất hiện quá trời quá vật luôn bạn ơi. Mình không hiểu lý do vì sao luôn á. Ui, còn một con bên đây nữa nè. Nhiều quá vậy. Oh my god. Khoan, hình như mình mới vừa thấy cái gì nữa bạn ơi. Cái đất này là gì vậy? Ủa, gì kỳ vậy ta? Hình như là một cái hang đó bạn ơi. Trời bạn ơi, từ sáng đến giờ là mình thấy hơi bị nhiều quái vật rồi nha. Ui, lại là con kiến nữa kìa. Ui, nó quýnh mình. Dạ. Hình như nó đang đi tha đồ vậy bạn ơi. Một con thì tha cái hạt lúa nè, một con thì tha cái hạt dẻ. Còn hồi nãy có một con tha cái viên ngọc Ender nữa. Hình như cái này là một cái hang của một con kiến đó bạn ơi. Đúng luôn rồi nè. Ôi, lại theo con kiến đó nè, để mình giết nó luôn. Mày hả mày? Oh my god. Chẳng lẽ là có một con kiến nào đó nó đi đến cái chỗ của mình xong nó xây tổ dưới đây ta? Để mình đi xuống xem thử nha. Trời ơi, bạn nhìn kìa. Bên kia có nguyên một con kiến to đùng luôn. Nó to gấp mấy lần mấy con bình thường luôn á. Trời. Không, được, mình phải mang khiên vô bạn ơi. Rồi, ăn thử quả táo vàng vô đã. Để xem cái con này là con gì. Mình nghi lắm bạn ơi. Mình sợ lắm. Rồi mình lại gần nó coi. Hình như nó đang bị kẹt lại rồi. Mày hả mày? Chết đi. Mình giết cái được. Ui, con gì nó bu mặt mình. Trời, lại theo con gì nó mới vừa bu lên mặt mình nữa. Kinh dị vãi. Mình phải giết con kiến này mới được. Mày hả mày, kiến này. Trời, con này nó hồi máu được nha. Con này nó hồi máu nhanh lắm, mình phải giết nó. Trời, mấy bạn ơi, máu của mình nó rút hơi bị nhanh luôn kìa. Trời ơi, mấy bạn ơi, con kiến này không phải bình thường đâu nha. Mình mới vừa lại gần nó cái thôi, nó cắn mình cái thôi, mình rút quá trời máu luôn. Con kiến này không phải là dạng vừa đâu. Về nhà thôi. Không được, mình không solo lại cái con kiến này được đâu các bạn ơi. Về thôi. Trời ơi trời, khủng khiếp quá. Về. Mình nghĩ rằng là mình cần phải chế tạo cho mình một cái cây cung hay là gì đó để mình chiến đấu với nó. Chứ không thôi là mình đấu là không có lại nó được đâu. Con này nó kinh khủng quá. Về. Con rồng nó chặn cửa mình lại, nó không cho mình vô luôn á. Ok, vô. Đóng cửa lại. Có gì ăn không? Hình như mình nhớ mình có táo vàng mà. Táo vàng đây. Ăn để hồi máu các bạn ơi. Trời ơi bạn ơi. Mình nói thiệt với các bạn luôn nha. Mình thật sự luôn á, mình hứa với các bạn luôn là mình không hề biết gì một chút gì về cái sự tồn tại của con kiến này luôn á.
Mình nghĩ rằng á là cái con kiến này nó được spam ra, sau đó là nó đào một cái tổ ở gần nhà mình luôn. Mình đang nghi ngờ rằng là cái world này bắt đầu xuất hiện rất là nhiều quái vật các bạn ơi. Bây giờ mình nghĩ rằng là chúng ta không thể nào mà chiến đấu bằng tay không với bọn nó được. Chúng ta cần phải có một loại vũ khí, đó chính là một cây nỏ bạn ơi, hoặc là một cây cung, thì chúng ta mới đánh từ từ xa được. Chứ gặp mấy con quái vật này là không thể nào đánh gần nó được, nó sẽ cắn chúng ta chết mất. Cho nên là mình cần phải chế tạo cho mình một cái nỏ mới được. Rồi ok, để mình xem thử nha. Bây giờ là mình sẽ xem coi có một cái công thức chế tạo nỏ nào không. Để mình xem thử. Đây, nỏ rồng nè. Đây, cái này đây. Chế tạo cái này là chúng ta cần có một cái cây cung này. Cây cung này cần có hai cọng dây nè, một cây cung ở giữa, hai cái xương rồng hai bên, một cục gỗ ở giữa và một cái que. Ok rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm nguyên liệu để chế tạo cái loại nỏ này nha anh em, để chúng ta có thêm vũ khí sử dụng nha. Ui trời mưa rồi. Ok thôi, để mình tìm đồ mình chế tạo đây. Đây có cái que luôn rồi nè. Rồi thấy thêm cục gỗ nữa, để mình kiếm thêm cục gỗ coi. Đây có cục gỗ luôn. Rồi lấy thêm cho mình một cái cung. Mình không có cung tên ở đây. Đây có nè, nhưng cái cung này bị hư rồi, không biết có dùng được hay không. Chắc không dùng được đâu, cho nên mình sẽ chế cây cung mới luôn. Đây mình có tơ nhờ anh nè. Rồi lấy thêm ít que nữa. Mình có que không ta? Thêm cái que nữa. Ok được rồi nè, đủ ba cái que rồi. Ba cái que này chúng ta sẽ chế tạo được một cây cung mấy bạn ơi. Ôi trời, thêm con quái vật gì nữa đây. Trời ơi, sao mà gặp quái vật hoài vậy? Đi ra. Ui lại là quái vật đó. Chạy. Trời ơi, mình bị chậm rồi các bạn ơi, không chạy được. Trời ơi là trời, từ nãy giờ mất hơi bị nhiều máu quá nha. Sao mà quái vật nhiều quá vậy ta? Hay là do mình đập lúc kịp lóc xui xẻo cho nên là nó xuất hiện spam ra nhiều quái vật ta? Ok, để mình dùng cây cung nè. Rồi, để cây cung lên đây, để cục gỗ ở đây, sau đó để một cái que ở đây, để hai cái xương rồng hai bên, sau đó để thêm chỉ vào. Chúng ta sẽ được một cái nỏ. Đây, một cái nỏ thần các bạn ơi. Rồi xong rồi, mình đã chế được một cái nỏ nè anh em ơi. Và để nâng cấp cái nỏ này mạnh hơn thì chúng ta cần phải có hơi thở của rồng. Để cái bình này vào đây, sau đó để cái nỏ kế bên. Chúng ta sẽ chế ra được nỏ rồng lửa các bạn ơi. Rất là xịn luôn. Ok, rồi bây giờ là cần thêm mũi tên nữa. Không biết còn mũi tên không ta, để mình xem coi. Mũi tên, một mũi nè. Ủa, sao có mũi vậy? Còn cái nào không ta? Một mũi tên nè. Đây 23 mũi tên, đó là 24 mũi nè. Đây, thấy rồi. Chỗ này còn 64 mũi nữa nè. Wow, vậy chúng ta cũng được khá nhiều rồi đó nha. Quá nhiều luôn chứ còn khá gì nữa. Hợp lý. Rồi. Bây giờ là mình có thể gọi là sử dụng cái cây cung này, cái này ta gọi là cây nỏ mới đúng. Mình đã có thể sử dụng cái nỏ này để mình đi giết mấy con quái vật mấy bạn ơi. Quá hợp lý luôn. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống cái đó giết cái con người ta gọi là con gì? Con kiến, đúng rồi. Con kiến siêu to khổng lồ bên dưới đây nha các bạn. Hồi nãy nó dám đánh mình chết, lần này mình sẽ xuống mình giết nó. Ui. Một con thần gió hay con gì nè. Ôi, sao mà quái vật nhiều vậy trời. Xuống đây, tao giết mày luôn nè. Mày xuống đây. Ok rồi, chết luôn. Trời, quái vật dưới đây nhiều quá mấy bạn ơi. Đây, nó đây nè các bạn ơi. Nó chỉ còn có 56 máu thôi. Bây giờ mình sẽ gài đạn vô cái cây nỏ của mình nha. Ủa, sao không gài được ta? Ủa, gài đi. Ủa, tại sao cái nỏ này lại không gài đạn được các bạn? Mình đã có cung tên rồi mà, có mũi tên luôn rồi nè, tại sao lại không gài được? Kỳ vậy? Ủa mấy bạn ơi, cái này sử dụng bằng mũi tên gì? Tại sao mình lại có tên rồi nè, mình không cài được? Kỳ vậy? 1 hour later. Mấy bạn ơi, sau một thời gian mình nghiên cứu á, thì mình đã hiểu lý do vì sao mà chúng ta không sử dụng được rồi. Là bởi vì á, cái cây nỏ này không thể nào mà sử dụng được bằng những mũi tên thường được, mà chúng ta cần phải sử dụng đến một loại mũi tên khác. Đây chính là loại mũi tên mà nó mình nhắc tới đây. Đâu ta? Đây, loại mũi tên này mới đúng nè. Chúng ta phải sử dụng bằng mũi tên này thì chúng ta mới sử dụng cây nỏ được nha. Và mũi tên này được chế tạo bằng một cái lông nè, một hạt sắt nè và một phôi sắt. Ok, chúng ta cần phải chế cái mũi tên đó thì chúng ta mới sử dụng được. Bây giờ mình sẽ kiếm cho mình sắt nè. Đây, sắt đây, rất là nhiều sắt luôn. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ cần đến lông gà các bạn ơi. Đây, mình có 19 cái lông gà đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cần bỏ sắt vào đây. Chúng ta sẽ chế được hạt sắt nè. Sau đó bỏ hạt sắt vào đây, bỏ thêm phôi sắt vào đây và bỏ lông gà vào đây. Chúng ta sẽ chế được những mũi tên này. Mình đã chế được hơn 64 mũi tên luôn. Rồi, để mình gài thử nha. Gài được rồi các bạn ơi. Bắn nè.
Ồ, vậy là đã bắn được rồi nha. Quá hợp lý, quá hợp lý. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống cái hang của con kiến nha anh em. Rồi, để mình gài vô nè. Gài đạn vô. Rồi, mình sẽ đi xuống dưới đó nha. Con kiến đâu rồi ta? Bây giờ mình sẽ xuống dưới đó, mình giết nó thêm lần nữa nè. Ồ, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Mày hả mày? Chết nó đi. Ok ok, rồi nó gần đen, nó đang bị gần hết máu bạn ơi. Mày hả mày? 44 máu đúng không? Bắn nó tiếp. Mày nè. Ok ok, hình như nó đang bị đau các bạn ơi. Ha ha, 15 máu. Chết nó luôn rồi. Mày chết này. Rồi thêm mũi ra chắc chắc là nó sẽ chết đó. Ồ, chết queo luôn. Ê, cái gì đây? Ồ, một quả trứng mấy bạn ơi. Ôi không được không được, mình phải giết cái quả trứng này thôi. Cái quả trứng này không an toàn đâu. Đem cái quả trứng này nó sẽ nở thêm con nữa đó nha. Ồ, để mình qua đây xem có gì không đây không. Ui, có cái này là cái này ta gọi là cái xương nữa bạn. Cái này hình như là cái xương của con khủng long nè. Còn đây là bí ngô nè. Ồ, thôi chắc mình nghĩ là mình sẽ không cần bí ngô đâu. Để mình đi xung quanh để mình xem coi. Cái hang con kiến này á, mình thấy nó khá là đặc biệt nha. Xung quanh đây là thấy là có rất là nhiều hang hóc nè. Không biết là trong đây nó có rương đồ hay gì không ta. Để mình đi xem thử coi. Cái này đem về làm được gì không? Cái này là gì đây? Mình nghĩ rằng là cái hang con này nó cũng chẳng có gì đặc biệt lắm mấy bạn ơi. Hồi nãy ở bên này mình thấy nó cũng xuất hiện những cái con gọi là những cái con người ta gọi con gì ta? Sao mình quên tên hoài ta? À con kiến đúng rồi. Ui. Ui, bên kia có con chuột biết bay luôn kìa. Hay là nó bị lắc vậy ta? Kìa kìa, đỡ mình qua coi, qua coi. Ui, con chuột nó bay trên trời các bạn ơi. Nhìn bữa vãi. Ok mình sẽ giết nó. Mày hả chuột? Rồi xong chết queo luôn. Nó rơi ra than nè. Hồi nãy mình thấy bên đây xuất hiện rất là nhiều kiến các bạn ơi, cho mình nghĩ rằng bên đây cũng sẽ có thêm một cái hang nữa. Mình nghĩ là như vậy, mình chỉ nghĩ như vậy thôi. Ui, khoan. Đúng luôn nè, thấy chưa? Một cái hang nữa nè. Nhưng mà khoan, mình bị khát nước rồi. Mình phải đi uống nước đã. Trời ơi, mình đoán không sai mà hồi nãy các bạn nhớ không? Ngay đầu video á, chúng ta gọi là đi ra ngoài đây nè, mình thấy có một số con nhện bò ở bên đây. Cho nên là mình nghĩ rằng là bên đây có chắc chắn là sẽ có thêm một cái hang nữa. Hóa ra đúng y hệt như những gì mình nghĩ luôn. Bây giờ mình sẽ đi xuống đó mình xem nha. Đi xuống coi. Chắc lại là một con quái vật nữa vậy. Đúng luôn rồi nè. Cái hang của nó y hệt như cái hang cũ luôn các bạn ơi. Không khác một chút nào cả. Rồi, mình sẽ bắn nó chết nha. Trời ơi là trời. Cái con kiến này nó nhìn nó to, siêu to khổng lồ. Nãy nó cắn mình một phát thôi là mình mất quá trời máu luôn. Cho nên chúng ta không lại gần nó được đâu. Mình phải đánh từ xa thôi. Mày này. Ok, nó gần chết rồi bạn ơi. Đúng là cái cây nỏ này bắn đúng mạnh luôn các bạn. Ok. Mày này. Chết đi. Nhện này ở nhầm kiến chứ sao mình nhầm nó là con nhện của ta. Ui, nó chuẩn bị chết mình kìa. Chết tao hả mày? Mày đòi chết tao hả mày? Chết bà mày đi. Ok, nó rơi ra cái gì nè. Hồi nãy mình lượm được nhiều lắm, không biết cái chế tạo vũ khí hay là được gì không. Ở bên dưới đây thì cái hang này mình thấy là nó không có rương hay là gì cả. Đi lên trên luôn cho rồi đi, ở dưới đó làm gì nữa. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cưỡi con rồng mình bay đi. Về nhà rồi, ok. À quên nữa. Hôm nay mình tính rằng là mình sẽ gọi là tạo thêm một cái trứng rồng nữa bạn ơi. Mà các bạn xem tiêu đề chắc chắn các bạn sẽ biết hôm nay chúng ta sẽ tạo trứng rồng gì đúng không. Thì mình sẽ tạo cho mình một cái trứng rồng kim cương nha anh em. Đó, trứng rồng kim cương đó nha, không phải là trứng rồng thường đâu nha. Đây, để mình cho các bạn xem đây. Bây giờ là mình đang có hai con rồng nè, một con rồng nước và một con rồng lửa. Mình không biết rằng là rồng nước với rồng lửa nó có đẻ trứng được hay không, nhưng mà mình sẽ thử nha. Ôi, lại một con quái vật nữa, trời ơi trời. Từ nãy giờ đứng ở đây quái vật xuất hiện hơi bị nhiều rồi nha. Tôi cọc rồi đó, trời là trời. Khổ ghê luôn á. Ok, để mình vô mình lấy cá để mình cho hai con rồng của mình nó ăn, nó đẻ trứng các bạn ơi. Khổ hết sức, từ nãy giờ gặp tàn quái vật không à. Rồi, con rồng đâu rồi. Lại đây. Bây giờ anh sẽ dẫn mày cho mày đẻ trứng rồng à. Ok, để rồng đây nè. Rồi con rồng này ăn đi, con rồng này ăn luôn. Rồi, để xem coi nó có đẻ hay không. Đứng dậy con, mày phải đứng dậy mày mới đẻ được chứ. Đứng dậy đi. Ăn đi. Con này ăn luôn. Ăn đi. Ôi, đây mấy bạn ơi, nó đẻ nè. Wow, một cái trứng rồng nước các bạn ơi. Water Dragon đó, một cái quả trứng rồng nước. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là giúp cho cái quả trứng rồng này biến thành một cái quả trứng rồng kim cương nha các bạn. Mà trứng rồng kim cương chắc chắn phải cần đến kim cương rồi. Đây, mình có rất là nhiều kim cương đây. Mình sẽ chế tạo cho mình block kim cương nè. Bỏ vào đây. Đó, chế tạo được 3 block kim cương. 3 block kim cương đủ không ta? Mình nghĩ rằng sẽ cần nhiều hơn đó nha. Mình sẽ bỏ thêm kim cương vào đây, 5 block.
năm lắp đủ không ta? Chắc không đủ đâu, chế thêm đi. Ok, bỏ thật là nhiều vào đây luôn. Chế nè. Đó, được đến tận 9 lắp luôn bạn ơi. 9 lắp mình nghĩ rằng là cũng khá nhiều rồi đó. Ồ, mình hơi bị đói rồi, để mình coi có gì ăn không. Đây có con cá hồi nãy nè, thôi ăn luôn. À, ăn, ăn, ăn. Ok, rồi, bây giờ mình sẽ đào cho mình một cái hố ở đây. Đào ra, đào ra. Ok, rồi mình sẽ lấy kim cương nha, mình đặt xuống đây nha. Đó, mình sẽ bỏ kim cương xuống dưới đây. Mình hy vọng rằng là trong cái game này nó không có rồng đất mấy bạn ơi. Không thôi là nó cái quả trứng này nó biến thành rồng đất luôn á. Ok, rồi mình sẽ đẩy cái quả trứng rồng này lên trên lắp kim cương nè. Mình sẽ để nó đây, mình hy vọng là một tí nữa nó sẽ biến thành rồng kim cương nha các bạn. À, mình nghe nói á là con rồng nó được để lên cái gì thì nó sẽ biến thành cái đó. Cho nên là mình sẽ để lên kim cương để mình xem coi liệu rằng nó có biến thành rồng kim cương được không nha anh em. Rồi, để mình mang hai con rồng của mình vô nhà mình cất đã. Để con rồng ngoài đây nguy hiểm lắm. Rồi, bỏ một con vào đây nè. Rồi, con thứ hai leo lên. Bay đây nào. Rồi, ok. Ngồi xuống. Rồi, con bên dưới ngồi, mình sẽ cho nó ngồi xuống luôn. Ngồi xuống. Ok. Yên tâm đi, cái quả trứng con của mày tao sẽ giữ giùm cho. Yên tâm, không có quái vật nào đụng đến được đâu. Rồi, mình sẽ lấy đất nè, mình lắp lại xung quanh để tránh trường hợp con rồng nó nở ra xong nó chạy đi mất. Mình sẽ lắp lại xung quanh nha anh em. Ok. Rồi, mình sẽ lấy thêm đất để mình lắp vào nha. Ok, bọc kín vậy luôn các bạn ơi, cho chắc ăn các bạn ơi. Để tránh trường hợp là quái vật nó sẽ vào đây nha. Ôi sao từ nãy giờ trời mưa quá ta. Mình vô trong nhà mình ngủ cho nó hết mưa, cái lại tiếp tục trời mưa tiếp trời. Ok, không sao, mình đã bọc cái quả trứng lại an toàn rồi, sẽ không lo bị sét đánh hay gì đâu. Ồ, một con quái vật gì đây? Oh my god, con quái vật gì nhìn kinh khủng vậy? Mày hả mày? Mình sẽ bắn nó nha. Ôi trời, nó đi đến đâu là lửa cháy đến đó luôn các bạn ơi. Ghê vậy. Mày dám đánh tao hả? Mày dám đánh tao hả? Mày, ôi trời, con quái vật này nó có một cái sừng mấy bạn ơi. Ui, con quái vật này, ây da. Trời ơi, nó giết mình rồi. Rồng đâu, tấn công nó cho anh. Ui, khoan, mình phải lụm đồ đã. Anh ơi, cho em lụm đồ cái anh ơi. Rồng, tấn công nó rồng. Đúng rồi, hay lắm rồng. Ây da. Lại tới lượt một con skeleton. Mình vừa bị giết một con, bảy con rồng. Ây da. Skeleton. Ây, anh ơi. Anh ơi, làm ơn tha em lần này anh ơi. Anh ơi. Ui trời ơi. Sao mà xui xẻo vậy trời. Hey, khổ tâm hết sức. Quái vật xuất hiện quá trời. Ơ, hay là do cái cổng địa ngục ta. Mấy bạn ơi, mình nghi lắm nha. Nhiều khi là do cổng địa ngục cho nên là quái vật xuất hiện nhiều hơn hay sao á. Bởi vì cái bên dưới địa ngục là xuất hiện rất là nhiều quái vật luôn. Hay là mình xây cổng địa ngục mình không chịu đập ra cho nên là mấy con quái vật xuất hiện nhiều ta. Thôi kệ đi, mặc kệ đi. Mình không quan tâm đâu. Giờ mình vào nhà mình nghỉ ngơi đây. Chán vậy. Trời đã tạnh mưa rồi anh em ơi. Oh yeah. Ok. Rồi đi ra ngoài để xem coi là con cái quả trứng rồng của chúng ta là đã gọi là ấp thành rồng kim cương thành công chưa nha anh em. À, để đập ra xem coi. Wow, hình như là nó biến thành rồng kim cương thiệt rồi nè anh em ơi. Đâu để mình xem thử nha. Trời ơi trời, đâu để xem coi. Ơ, tại sao lại là skeleton dragon? What the hell? Ủa bạn ơi, tại sao lại là skeleton? Ủa, rõ ràng phải là diamond mới đúng chứ, tại sao lại là skeleton chạy? Hay là do mình bọc nó lại bằng đất cho nên bên trong nó tối thui cho nên là nó biến thành rồng skeleton luôn? Ô vậy rồi. Ủa, phải không ta? Mình thấy trên quả trứng nó có mấy cái màu xanh này nè. Màu xanh này là màu xanh của kim cương đúng không? Ủa, tại sao lại là skeleton dragon? Ok vậy. Ô mấy bạn ơi, mấy bạn giải thích giúp mình nha, chứ mình thấy cái này nó hơi lạ lạ rồi đó. Tự nhiên mình ấp trứng rồng kim cương, nó lại biến thành trứng rồng skeleton là sao? Ui, hình như mình thấy nó mới động đậy phải không? Khổ ghê luôn á trời. Thôi kệ đi, coi như là lần này chúng ta ấp trứng skeleton luôn đi nha mấy bạn. Ok, thôi kệ đi. Ok rồi anh em ơi, một pha gọi là vô cùng gọi là ngu người đến từ vị trí của Phong Cận TV. Mình đang tính ấp một cái quả trứng của một con rồng rồng kim cương, bỗng nhiên bây giờ nó biến thành rồng skeleton luôn. Chắc là do mình bọc kính quá cho nên nó biến thành skeleton luôn các bạn ơi. Hay là nó là rồng kim cương ta? Mình cũng không biết nữa, bởi vì là mình thấy nó cũng giống trứng của rồng kim cương nè, nhưng mà tên của nó lại là skeleton.
Rối não quá, không biết đâu, trời thôi kệ đi. Coi như là con rồng nào cũng được, nuôi rồng nào cũng được, miễn là rồng là được rồi. Ok anh em ơi, thì mình nghĩ rằng là trong tập này chúng ta chỉ gọi là tạo ra một quả trứng thôi. Còn tập sau thì chúng ta sẽ gọi là chờ cho nó nở sau nha anh em. Rồi, mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã dài rồi, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng kiếm hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Hero Team đăng kiếm hội cho các thành viên của Hero Team nữa nha. Và ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Up trứng kim cương trở thành trứng skeleton. Phải nồi. Ok bye mọi người. Bye bye.